rất là khỏe luôn. R18 vạn zin. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sẽ lên sóng chiếc Focus mà em đã giới thiệu đây. Đó, em đang cho đổ máy nhá. Một em Focus máy zin bản 2.0S thể thao hatchback. Số tự động. Máy đổ rất là êm luôn. Và em máy này là máy zin anh chị nhá. Máy zin luôn này. Các bạn nhìn chân ốc của nó này, tất cả mọi chi tiết này. Đó. Máy sáng choác luôn. Thì con này là sản xuất năm 2006. 2006 anh chị nhá. Tên tư nhân biển 14 Quảng Ninh. Với tông màu phấn hồng và form dáng là kiểu dáng hatchback thể thao. Thế cái bản 2.0 thì là em nó trang bị được cửa sổ trời này. Là cái thứ nhất, thứ hai là ghế da. Đấy, thứ ba đó là hai luồng điều hòa độc lập và riêng biệt. Thứ tư là điều hòa auto tự động anh chị nhá. Rất là đẹp. Đây, form dáng cực kỳ đẹp luôn. Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Ô Tô Chất. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn một em xe Focus. Một chiếc xe mà order 18 vạn sản xuất năm 2006 anh chị nhá. Bản hatchback số tự động bản 2.0S. Thì bản Sport này thì nó rất là đẹp và đi nó rất là chắc chắn. Thì chiếc xe thì đang chào bán tại salon ô tô số 1 Kinh Môn tại phường Nhật Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Anh chị nào quan tâm thì alo cho em nhé, theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Duy Quang Ô Tô Chất. Và đồng thời, nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được video clip của em, đến được với kênh Ô Tô Chất, thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh nhé, và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Thì chiếc xe này em cam kết với anh chị nó là zin cả xe luôn. Mặc dù là sản xuất năm 2006 nhưng mà chủ xe đi rất là cẩn thận. Đây. Chưa hà đâm va một vết nào. Và keo chỉ máy móc nguyên bản, hộp số nguyên bản anh chị nhá. Không tai nạn đâm va hay ngập nước anh chị nhá. Tất cả mọi chi tiết chân ốc của nó này, em nó còn nguyên luôn. Đấy, keo chỉ còn nguyên, chưa một lốt bấm anh em ạ. Chưa một lốt bấm luôn. Đó, thì nếu đây mà anh chị đang theo dõi clip của em và đang có nhu cầu muốn bán xe hoặc muốn đổi xe thì cứ nhấc máy alo cho em Quang nhé. Em Quang sẽ nhận đổi cua các cái mẫu xe này để tất cả những mẫu xe anh chị mà đang sử dụng, đang muốn thay đổi cái trải nghiệm mới chị nhé. Và anh chị nào muốn bán xe thì cứ alo cho em, em sẽ đến tận nhà để mua mức giá là hợp lý nhất anh chị nhé. Sẽ bây giờ sẽ đi vào chi tiết cái mẫu xe Focus bản hatchback này. Đấy, động cơ 2.0 thể thao số tự động. Đấy anh chị nhá. Và cửa tiền của em nó thì quá là đơn giản luôn. 215 triệu đồng. 215 triệu đồng anh chị ạ. Đấy, tổng lưng gạo kính điện auto tự động, hai túi khí an toàn, phanh ABS đủ 4 bánh, hai luồng điều hòa độc lập riêng biệt và có thêm một luồng điều hòa đằng sau. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe. Rất là đẹp luôn. Đấy, tông màu phấn hồng của cái em này thì nó là một cái màu rất là đẹp này, riêng Focus. Riêng cái dòng xe Ford thì nó được một cái bộ màu phấn hồng rất là đẹp anh chị nhá. Kính nguyên bản hết này. Đấy. Auto tự động luôn anh em nhá. Đó. Khung kính này rất là đẹp luôn. Auto tự động này. Đấy, tính auto anh chị nhá. Keo chỉ đây. Rất là đẹp. Đó. Xe thì cái dòng Focus này thì nó tôn vỏ của nó rất là bền. Tôn vỏ của nó cực kỳ là bền luôn. Vì là tôn vỏ chất thép của nó rất là dày. Đấy, các bạn nghe tiếng này, tiếng tôn này. Đấy. Thì đây, form dáng của em nó thì rất là căng luôn. Đấy. Dàn lốp cũng còn ok và xe thì trang bị bộ mâm 5 chấu. Đấy, 5 chấu mâm đúc nguyên bản theo xe nhé. Mâm bản nguyên bản theo xe. Đây xe thì có gọi là cái này là chỉnh gương này, cụp gương này. Đấy, bản Sport bản 2.0 thì em nó sẽ có cụp gương. Đó. Tổng lưng hạ kính auto. Đây. Ok. Rất là đẹp luôn. Và đây, còn form sau của em nó đây. Đấy, nhìn nó rất là bầu bĩnh luôn nhá. Nhìn nó như kiểu một mẫu xe gầm cao. Cốp cover.
Đấy, cốp mở điện này, gạt mưa sau, sấy kính sau, đèn phanh, đèn cột. Đấy, đèn các bác nhìn này, đèn nó là đèn nguyên bản 100% nhá, từ ngày mua mới, nguyên bản của nhà sản xuất. Nhìn nó rất là sáng, nó rất là trong. Đấy, cực kỳ là trong luôn. Cửa tiền 215 triệu, bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Duy Quang ô tô chất. Và bác nào mà muốn đổi xe, một cái mẫu xe nào đó, muốn đổi những cái mẫu xe trong cửa hàng bên em thì cứ nhấc máy lên nhá, em sẽ nhận kiểu kèo đổi cồ các xe. Xe của anh chị nhiều tiền hơn xe bên em sẽ cồ các thêm tiền cho anh chị. Đấy, xe anh chị ít tiền hơn bên em thì anh chị phải cồ các thêm cho bên em. Đó, thì và đây cho anh chị xem có cái quả lốp dự phòng của nó này, còn như là mới này. Và thứ hai cái cua lốp này. Đấy, nguyên bản nhá. Đấy, móc meo luôn. Ít khi phải sử dụng tới. Một con xe mà nó order 18 vạn mà sản xuất từ năm 2006 đến bây giờ sử dụng được 15 năm rồi. Đấy, mới đi được có 18 vạn. 18 vạn km và sơn zin có rất là nhiều. Xe thì form dáng của em nó thì cực kỳ là dày. Thân vỏ đây. Đấy, tôn này. Không một tí bả ma tít nào. Đấy, cửa sổ trời đây anh chị nhá. Cửa sổ trời này. Đấy. Đây, điều hòa thì là điều hòa auto tự động này. Đó, điều hòa auto tự động. Hai túi khí an toàn. Đây. Vô lăng rất là đẹp. Thì cái bản 2.0 thì vô lăng của em nó sẽ là vô lăng 3 chấu. Đấy, trông nó rất là thể thao luôn. Điều hòa auto tự động đấy nhé. Hai luồng điều hòa độc lập và riêng biệt hai bên. Đấy, và đài là đài CD vẫn nguyên bản theo xe. Nên chị nào mà khẳng định là không thích cái đầu đài này, bây giờ chúng ta cũng rất là ít người thích cái đầu đài zin kiểu xe kiểu như này, thì chúng ta thay một cái màn hình ở đây. Đó, thay một cái màn hình Android, lắp camera lùi vào đây, cài số lùi nó lên, trông nó rất là hiện đại, nó rất là mới. Không tội gì phải dùng cái đài nữa. Nhưng bác nào thích hoài cổ, thích zin thì để nguyên đài này. Mà không cần zin, chúng ta tháo đài này ra, chúng ta cất đi thôi là được. Cần gì? Đó, ghế ra. Một con xe có đẹp hay không thì các bác nhìn, cứ nhìn bộ ghế này, có đi nhiều hay không. Riêng ghế lái này, ghế ra zin nguyên bản, nỉ zin nguyên bản nhá. Hai cái nó đan xen lẫn nhau. Hai cái nó đan xen lẫn nhau. Nên là nên là nhìn nó còn rất là mới, nhìn nó thật lắm. Vô lăng nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, vô lăng này không cần phải phải bọc vô lăng, nhưng mà em nó còn rất là mới. Vô lăng em rất thích cầm kiểu này, không cần phải bọc nhá. Bọc nó cầm nó không được thật tay. Đấy. À, cầm nó không được thật tay anh chị ạ. Ai cộng tiền đây? Ai được cọc 10 triệu gì đó. À rồi, anh chị nào quan tâm đến chiếc Focus bản hatchback này, một chiếc xe mà nó zin nguyên bản. Đấy, đèn thâm theo xe này. Đèn thâm theo xe nhá, nhìn nó rất là ngầu luôn. Đó, nguyên bản theo xe nhá. Chiếc này 215 triệu, nếu bác nào quan tâm thì alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Duy Quang ô tô chất nhá.